ngân hàng lên tiếng về vụ bị kẻ cướp đột nhập, cướp đi 2 tỷ đồng. Vào khoảng 16 giờ 25 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại phòng giao dịch Duyên Hải thuộc chi nhánh Vietcombank Trà Vinh ở khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Một đối tượng đã bất ngờ xuất hiện tại phòng giao dịch Duyên Hải, sử dụng vũ khí nghi là súng, đe dọa, uy hiếp các nhân viên tại phòng giao dịch và cướp đi một khoản tiền mặt gồm tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ. Vụ việc không xảy ra tổn thất về người. Đối với tài sản, liên hệ với Vietcombank, chúng tôi được biết ngân hàng đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng nên Vietcombank cũng không bị tổn thất về tài chính. Hiện tại, Vietcombank chi nhánh Trà Vinh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.